Trường Giang ngượng ngùng vì bị Thủy Tiên công khai chê mập. MC của ca sĩ giấu mặt Trường Giang đã không tránh được sự bối rối khi bị Thủy Tiên, Lương Bích Thủ đồng loạt chê bai ngoại hình. Tập 15 trong khuôn khổ vòng bán kết của ca sĩ giấu mặt đã lên sóng vào tối 1 tháng 1, 2017. Đêm thi là cuộc tranh tài của 5 thí sinh giành chiến thắng ở những tuần tuyển chọn trước đây, bao gồm Bích Thảo mô phỏng Lương Bích Thủ, Kim Hương mô phỏng Thu Minh, Ngọc Hải bản sao của Dương Ngọc Thái, Trúc Anh bản sao của Miu Lê và Như Trang mô phỏng Thủy Tiên. Theo quy định của vòng bán kết, 5 thí sinh sẽ lần lượt thể hiện một bài hát của thần tượng và khán giả tại trường quay sẽ nhấn nút bình chọn cho người nào mà họ cho là sở hữu giọng hát có độ tương đồng cao với bản gốc. Kết quả chung cuộc, thí sinh nào nhận được nhiều bầu chọn nhất sẽ tiến thẳng vào đêm chung kết để có cơ hội trở thành quán quân cùng với việc nhận giá trị tiền hưởng lên đến 300 triệu đồng. Ở một diễn biến thú vị khác trong chương trình, sau khi cả 5 thí sinh đã thực hiện xong phần dự thi, MC Trường Giang đã đề nghị các nghệ sĩ khách mời nhận xét một cách khách quan khả năng chiến thắng của gà nhà. Ca sĩ Thu Minh tuy chưa thực sự hài lòng lắm trước biểu diễn của thí sinh Như Trang, nhưng nếu phải bình chọn, cô vẫn thiên vị cho người nhà. Mặt khác, Lương Bích Hủ lại tỏ ra khá ngại ngùng trước câu hỏi này của Trường Giang bởi cô sợ bị nam MC chặt chém nếu lỡ lời. Trước mối lo ngại của đàn em, Thu Minh thắc mắc sao ai cũng sợ Giang nhỉ, trong khi mình thấy Giang dễ thương quá trời. Bất ngờ được khen trên sân khấu, bạn trai Nhã Phương thẹn thùng cười nhẹ và nháy mắt với Thu Minh. Chỉ có đường cong mới đến được với đường cong. Không cho là đúng, Lương Bích Hủ phản bác bằng ngôn ngữ hình thể khi cho rằng đường cong của Thu Minh là lượng theo hình chữ S, còn đường cong của Trường Giang chỉ là hình tròn mà thôi. Ngay lập tức mười khó xoay người đứng nghiêng để Lương Bích Hủ có thể chiêm ngưỡng thân hình chuẩn của mình. Thủy Tiên liền chê bai Trường Giang mập bằng bình luận: trong số các đường cong thì anh Giang cong nhất, bởi vì đường vòng tròn là cong nhất rồi mà. Màn tung hứng hài hước của nam MC cùng các khách mời khiến khán giả phải cười nghiêng ngả. Màn song ca ăn ý của Thu Minh và thí sinh Kim Hương, Dương Ngọc Thái song ca với bản sao Ngọc Hải. Kết thúc tập 5 phát sóng 15, thí sinh Như Trang bản sao của ca sĩ Thu Minh đã xuất sắc nhận được số bình chọn 192 trên 200, trở thành nhân vật đầu tiên thẳng tiến vào chung kết của ca sĩ giấu mặt mùa thứ 2. Trước đó, cô sinh viên trường nhạc đã lựa chọn thể hiện ca khúc Xinh của thần tượng trên sân khấu, chỉnh chu trong cách trang phục, trang điểm từng nốt lứng láy bỏ nhỏ đến tận những cử chỉ để tiểu tiết nhất. Như Trang khiến khán giả tại trường quay choáng ngợp bởi sự tương đồng quá lớn giữa cô và Thu Minh. Sau màn trình diễn của gà cưng, Thu Minh dành nhiều lời khen cho sự khổ luyện của thí sinh khi cố gắng mô phỏng mình. Tuy nhiên, cô cũng nghiêm túc cho rằng Như Trang vẫn chưa hoàn toàn là bản sao hoàn hảo của cô. Trái ngược với ý kiến của Thu Minh, Miu Lê tỏ vẻ thán phục trước phần thể hiện của Như Trang. Bởi với nữ ca sĩ 9X, việc một ai đó nỗ lực hóa thân thành Thu Minh đã là một sự dũng cảm và người ấy cần được động viên thật nhiều. Miu Lê cũng cho biết cô đã nhấn nút bình chọn cho Như Trang. Về sau Như Trang, Trúc Anh mô phỏng Miu Lê nhận được 190 bình chọn. Các vị trí 3, 4, 5 lần lượt thuộc về Bích Thảo bản sao Lương Bích Hủ với 186 bình chọn, Kim Hương mô phỏng Thủy Tiên với 183 bình chọn và Ngọc Hải mô phỏng Dương Ngọc Thái với 181 bình chọn. Hậu Jennifer Phạm lần đầu lên tiếng vụ chồng bị tố lừa đảo bùng tiền. Trước giờ tổ ấm viên mãn của hoa hậu xinh đẹp khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nhưng vụ lùm xùm tiền bạc của danh nhân Đức Hải gần đây khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh của hai vợ chồng cùng hàng loạt giấy tờ liên quan với lời tố cáo chỉ đích danh tên Đức Hải chồng hoa hậu Jennifer Phạm lừa đảo có tổ chức bài bản. Trong băng rôn tố cáo ghi rõ, đề nghị ông Nguyễn Đức Hải, giám đốc công ty cổ phần DNL, chồng của Jennifer Phạm, chủ đầu tư phòng tập Phúc Sinh, tầng 4 chợ Hàng Gia, giải quyết dừng hoạt động không có lý do và văn bản cho hơn 2.000 hội viên. Theo đó, câu lạc bộ mà Đức Hải lập ra đã thu tiền của những thành viên tới đây tập, nhưng nơi đây đã thông báo nghỉ Tết dương lịch một ngày và sau đó tạm thời đóng cửa để sửa chữa nâng cấp, nhưng không có thời gian chính xác quay lại hoạt động. Nhiều hội viên có nguy cơ mất ít là vài chục triệu và có người lên tới vài trăm triệu đồng. Hơn thế, theo người này tiết lộ thì ông xã Hoa Hậu còn nợ lương nhân viên 3-4 tháng nay. Sau đó, trung tâm đã ra thông báo khẳng định trung tâm vẫn hoạt động bình thường như đã cam kết, không giống như các thông tin ảnh hưởng uy tín đang lan truyền. Thông báo cũng nói rõ các đối tượng tung tin xấu bôi nhọ sẽ được cơ quan chức năng xử lý.
Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm mới đón chào con trai thứ ba tại Mỹ vào tối ngày 24 tháng 12. Hiện tại, doanh nhân Đức Hải đang ở Mỹ để chăm sóc cho vợ. Mới đây, trên Facebook cá nhân, Jennifer dù đang ở cử vẫn chia sẻ ẩn ý về sự việc ồn ào vừa qua. Miệng là của người khác, lời thị phi chỉ là chuyện trong thiên hạ, vĩnh viễn không phải là thước đo đánh giá một con người. Bởi vậy, thay vì dao động trước những lời đàm tếu, hãy nhìn lại bản thân và tin vào chính mình. Chỉ cần bạn luôn sống ngay thẳng, tâm hồn trong sạch, đối diện với đất trời mà không hổ thẹn, thì hà cớ gì phải bận lòng khi có người gièm pha. Vợ và bạn gái cũ Trấn Thành ôm nhau tình cảm khi xuất hiện trên truyền hình. Harry Won và Mai Hồ, hai cô gái gắn liền với cái tên Trấn Thành, đã có dịp hội ngộ trong tập 1 Siêu Bất Ngờ Mùa 2. Siêu Bất Ngờ Mùa 2 năm 2017 sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên vào khung giờ mới lúc 21h45 thứ ba trên kênh HTV7. Trong dịp đầu năm mới, cặp đôi MC Trường Giang Harry Won sẽ cùng chào đón các khách mời Lê Bela, Trà Ngọc Hằng, Vinh Trần Minh Anh và đặc biệt là tình cũ Trấn Thành, người đẹp Mai Hồ. Lần đầu tiên cùng chạm mặt trên sóng truyền hình, Mai Hồ Harry Won ôm nhau khá thân thiết. Trường Giang liền giới thiệu Mai Hồ chính là bạn thân của Harry Won. Hai cô nàng cũng không phủ nhận mà còn xác nhận đã quen nhau từ một năm trước. Trường Giang được dịp chọc ngoáy, kể từ thời điểm đó Mai Hồ đẹp lên rất nhiều, trong khi Harry Won xấu đi rất nhiều. Harry Won lập tức phản đối: "Anh ơi, chương trình này là siêu bất ngờ cho các bạn khách mời." Trong thử thách đoán người nhảy hip hop bằng tay, Mai Hồ và Vinh Trần đã dự đoán đúng, nhưng Trường Giang vẫn bất chấp úp bột vào người Mai Hồ. Trường Giang khẳng định: "Hai bạn đúng, còn cái bột mình là mình đập cho vui thôi." Nam MC còn đứng lại ngay chỗ Mai Hồ bà tám. Trước khi ghi hình chương trình, Harry Won đã nhắn tin cho Trường Giang nói: "Anh ơi, hôm nay có Mai Hồ tham gia, em muốn cô ấy ăn thật nhiều bột mì." Harry Won liền chạy xuống kéo Trường Giang về vị trí MC và mắng nam MC nói chuyện xàm xí tào lao. Nhân vật tài năng có giọng hát ngọt ngào và có khả năng nhảy hip hop bằng tay là anh Nguyễn Thành Trung, vận động viên khuyết tật của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Từ 3 tuổi do bị sốt bại liệt nhưng gia đình nghèo không có khả năng chữa trị nên chấp nhận số phận. Nhà ở mé sông, anh Trung nhiều lần suýt đuối nước nên anh đã tập bơi lội với hai tay. Trước khi đến với đội tuyển quốc gia, anh mưu sinh bằng nghề đánh cá truyền thống ở quê nhà. Hiện tại anh đã nhiều lần giành huy chương vàng trên các đấu trường quốc tế về bơi lội. Câu chuyện của anh Nguyễn Thành Trung khiến cả Mai Hồ, các nghệ sĩ tham gia và khán giả xúc động rơi nước mắt. Trong tập phát sóng này, các khách mời sẽ cùng gặp gỡ các tài năng, cô gái dùng kéo thiết kế áo, chuyên gia tạo hình nghệ thuật trên ly cà phê, bịt mắt nhảy dây thăng bằng trên con lăn, kình ngư với giọng hát ngọt ngào và tài nhảy hip hop bằng tay, dị nhân dùng yết hầu uốn cong thanh giáo. Khủng nhất nhì showbiz nhưng Ngọc Trinh, Linh Chi đều nhận cái kết cực đắng khi Harry Won mượn lại đồ. Cứ chê Harry Won béo thừa cân nhưng lúc nào đụng hàng với cô, mỹ nhân dáng chuẩn nào cũng phải toát mồ hôi. Trong sản phẩm âm nhạc mới nhất, Harry Won đã lột xác mạnh mẽ, từ hình tượng đáng yêu trẻ con hay nữ tính sang phong cách gợi cảm sexy. Cô nàng đã chọn cho mình một chiếc váy xẻ ngực cực sâu, khoe vòng một căng tràn và có những đường khách ao hết sức táo bạo. Tuy nhiên, chiếc váy này từng được diện bởi mỹ nhân ngực khủng nhất nhì showbiz Việt Linh Chi. Cách đó không lâu, cô mặc trong buổi ra mắt phim Găng Tay Đỏ. Bộ váy giúp người đẹp khoe được làn da trắng như sữa, body hoàn hảo, phồng eo con kiến và nhất là vòng một căng tràn. Đường cong từ vòng 1 đến vòng 3 quả là không phải dạng vừa. Tuy nhiên, dù đụng hàng cùng với người đẹp dáng chuẩn như Linh Chi, nhưng Harry Won gợi cảm và ấn tượng chẳng hề thua kém chút nào.
Thậm chí có thể thấy vòng một vừa vặn của bà xã Trấn Thành hợp với chiếc váy hơn là khuôn ngực nặng trĩu như muốn bật ra khỏi áo của gà cưng Khắc Tiệp. Trước Giáng sinh vừa qua, Harry cũng tặng fan một bộ ảnh ngập tràn không khí Noel. Cô nàng diện chiếc váy đỏ chói lóa nổi bật, khoe khéo thân hình thon gọn với đôi chân thon dài khi đã giảm cân thành công, đặc biệt là vòng một đẩy đà, bộ phận đáng tự hào nhất trên cơ thể Harry Won. Không khó nhận ra đó chính là chiếc váy được thiết kế dành riêng cho Ngọc Trinh và nữ hoàng nội y đã từng mặc nó vào đợt công tác ở Hàn Quốc vài tháng trước. Với thân hình hoàn hảo không tì vết của Ngọc Trinh, cộng với thiết kế gợi cảm này thì đúng là mọi đường cong nóng bỏng đều được khoe ra. Thế nhưng, một lần nữa Harry lại khiến đàn em phải ngưỡng mộ khi dù thân hình không đẹp bằng nhưng khi mặc chung một thiết kế thì chẳng hề thua kém. Không có sự khác biệt gì đáng kể giữa nữ hoàng nội y và nữ ca sĩ Anh Cứ Đi Đi. Không chỉ thế, khuôn ngực nóng bỏng của Harry có lẽ còn khiến Ngọc Trinh phải e dè. Đương nhiên, đôi chân Ngọc Trinh thì dài và thon hơn cả.